Thay mặt ban tổ chức thì Toàn xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các thầy cô. Cảm ơn các thầy cô đã có mặt đúng giờ để cho chúng ta chuẩn bị cho buổi học ngày hôm nay. Chúng ta hãy dành một tràng tay cho sự đúng giờ này ạ. Rồi, cảm ơn các thầy cô. À, cũng giống như mọi khi thì để cho thuận lợi cho việc dạy học và học tập của các thầy cô thì thầy Thành sẽ xin phép là chúng ta sẽ tắt mic. Sau đó thì tất cả các cái nội dung gì thì chúng ta sẽ tương tác bằng cách là vào ô chat nhé. Thầy cô hỏi gì hoặc thầy cô cần biết gì thầy cô sẽ viết ở ô chat ạ. Rồi, alo. Thầy cô nghe rõ thầy Thành nói không ạ? Thầy cô nghe rõ thầy cô comment số 1 đi ạ. Rồi, như vậy là thầy cô đã nghe rõ cả rồi. Ở đây hướng dẫn thiết kế trò chơi dạy học online. Thì đầu tiên là chúng ta thầy cô viết rồi đi ạ, cái sự cần thiết phải xây dựng cái trò chơi khi dạy học, đặc biệt là dạy học online. Theo các thầy cô, nào thầy cô hãy comment đi ạ. À, cái lý do nào? Cái lý do nào khiến chúng ta cần phải thiết kế trò chơi khi dạy học online? Thầy cô hãy comment xuống đi ạ. Mỗi thầy cô hãy comment một lý do. Nào thầy cô hãy comment đi ạ. Đúng rồi, tạo hứng thú cho học sinh. Đấy là ý thứ nhất. Rồi, tạo hứng thú cho học sinh để học sinh thích thú, tích cực, tránh nhàm chán. Đúng rồi ạ. Giúp học sinh không nhàm chán trong tiết học. Đúng rồi. À, trong cái việc đầu tiên ấy là khi mà thiết kế trò chơi ấy, thì thầy cô thấy là nó sẽ tăng sự tương tác lên. Mà tương tác nó là điều rất quan trọng, đặc biệt là với dạy học online thì cô viết vào đi ạ. Đầu tiên nó sẽ là tăng sự tương tác này. Vì học tập mà không có tương tác ấy thì gần như là nó sẽ chỉ là một chiều, mà một chiều thì sẽ không hiệu quả, mà học sinh nó sẽ cảm thấy nhàm chán, đúng không ạ? Như thầy cô nói là nó sẽ nhàm chán. Đầu tiên là nó tăng cái sự tương tác. Trò chơi gây hứng thú, hấp dẫn, phong phú về hình thức, đúng rồi. Tổ chức và kích thích tò mò. Thứ hai là vui nhộn, hấp dẫn. Nó kích thích cái sự hào hứng, sự tò mò của học sinh. Để cô viết tiếp vào đi ạ, nó tránh nhàm chán trong tiết học. Gì nữa ạ? À, nó thể hiện là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và giáo viên sẽ được sáng tạo về mặt nội dung. Đấy, nó cũng gọi phát huy cái sự sáng tạo của giáo viên. Thầy cô viết vào đi ạ. Phần này thì thầy anh không không viết ra. Thầy cô hãy viết vào, viết riêng cho mình những cái ý đấy vào nha. Thầy cô thấy không ạ? À, học sinh mà ngồi học suốt ở trong một cái thời lượng mấy tiếng đồng hồ thì theo thầy cô là kem nó có mỏi không ạ? Nó có mỏi không ạ? Nó mỏi đúng không ạ? Thậm chí là kem sẽ cảm thấy là nó mệt.
Vậy thì cái trò chơi ấy nó chỉ là một trong các cái ý thôi, trong các phần thôi. Thầy cô còn phải có các cái biện pháp khác để giúp cho học sinh của mình được hào hứng hơn. Thầy cô có muốn được chia sẻ những cái điều đó không ạ? Thầy cô thầy Thành cho thầy Thành hỏi là thầy cô có mong muốn được chia sẻ cái điều đó không ạ? Vì học sinh mà ngồi học 3 tiếng đồng hồ mà cứ ngồi mãi thì nó có bị mỏi không? Bị mỏi đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cần phải có một cái hình thức để giúp cho học sinh được thay đổi cái trạng thái. Thầy cô viết vào đi ạ. Cô viết ạ. Thầy cô viết về ạ. Các cách tạo hứng thú cho học sinh khi dạy học online. Cái điều đầu tiên ấy là thầy cô sẽ cho học sinh cái nghỉ giải lao với các cái bản nhạc. Đó. Bản nhạc vui nhộn nha. Được chưa thầy cô? Đấy, có một cái trò chơi có tên là Follow the Leader. Đấy, Follow the Leader. Thì cách chơi như này này, thì Thành chỉ nói thôi. Có nghĩa là thầy cô sẽ cách chơi viết luôn cách chơi nhá. Đó là thầy cô sẽ hướng dẫn học sinh sẽ đứng tại chỗ, đứng dậy ấy, và nhảy theo leader. Đó. Thì thầy cô thấy này, khi mà cái leader này á là có thể là chính các thầy cô, leader là giáo viên hoặc là học sinh đấy, hoặc là học sinh một số nhóm học sinh nhá. Như vậy là khi mà trạng thái thay đổi ấy, cái này nó theo cái nguyên nguyên lý đó là gì ạ? Trạng thái thì nó tạo ra cảm xúc, nó sẽ tạo ra hành động, và hành động nó sẽ tạo ra kết quả. Có nghĩa là gì ạ? Khi học sinh có một cái trạng thái tốt, nó sẽ tạo ra một cảm xúc tốt thì sẽ hành động tốt, tức là học tập sẽ tốt và tạo ra kết quả tốt. Thầy cô hiểu điều này không ạ? Thầy cô viết kịp không ạ? Vậy thì vấn đề ở đây là gì ạ? Là thầy cô sẽ cần có những cái bản nhạc vui nhộn dành cho học sinh. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành nhá. Cho thầy cô thay đổi một chút. Thầy cô có muốn được thực hành không ạ? Thầy cô muốn được thực hành không ạ? Thầy cô comment đi ạ. Thầy Thành đang hướng dẫn các thầy cô đi ạ. Thầy cô sẽ thấy là nó rất là đặc biệt luôn. Đấy, rất là đặc biệt nhá. Bây giờ thầy Thành sẽ mở test này.
cô có nghe được tiếng nhạc không ạ? Thầy cô nghe được tiếng nhạc ạ? Thầy cô nghe tiếng nhạc, thầy cô gõ số 1 đi ạ. Ok, thầy cô nghe rõ rồi đúng không ạ? Nào bây giờ chúng ta sẽ, nhưng mà bây giờ thế này này, vì thực tế là khi chúng ta dạy học là học sinh sẽ bật màn hình lên đúng không ạ? Bây giờ xin mời thầy cô chúng ta hãy bật màn hình lên ạ. Chúng ta bật màn hình lên ạ. Thầy cô nghe này, chúng ta thực hợp, khi chúng ta tham gia học tập vậy chúng ta phải tham gia học tập hết mình thì nó có kết quả. Còn nếu mà chúng ta học tập với cái vai trò là quan sát ấy thì nó sẽ không có kết quả gì đâu ạ. Vì thầy Thành đang giúp cho thầy cô, để giúp cho thầy cô có thể dạy cho học trò của mình nó có một sự thay đổi và nó có một kết quả rất là đáng kinh ngạc. Đúng rồi nha. Xin mời các thầy cô chúng ta đứng dậy. Đấy, chúng ta đứng dậy nha. Để làm nào chúng ta vẫn có thể nhìn được với nhau. Bây giờ thì chỉ hướng dẫn về ý tưởng đấy nha, hướng dẫn trước về ý tưởng này. Khi cái phần này đó gọi là follow the leader. Có nghĩa là khi thầy cô nghỉ giải lao nhé, chúng ta chỉ dành ra khoảng 3 phút thôi, từ 2 đến 3 phút, không nhiều thầy cô nhé. Tất nhiên là buổi đầu tiên thầy cô hướng dẫn cho học sinh thì nó sẽ cần phải kỹ hơn một chút. Thì chúng ta nhảy những cái bản nhạc, những cái điệu nhảy nó thật là điên cuồng vào, được chưa ạ? Nó thật là hoành tráng mà, nó thật là dị càng tốt nhá. Thầy cô hiểu không ạ? Chứ không nhất thiết là phải là giống như mấy cái bản khiêu vũ đâu. Thầy cô cứ nhảy thế nào thật là ngộ nghĩnh được. Thế sau này thì cô có thể để hướng dẫn cho một vài các con học sinh của mình nhảy càng đáng yêu càng tốt nhá. Ok, nào chúng ta sẽ sẵn sàng này. Vậy thì thầy cô, khi mà thầy Thành sẽ đếm từ 1 đến 3 thì music sẽ nổi lên nhá. Nào thầy cô sẵn sàng, thầy cô comment số 1 đi ạ. Thầy cô sẵn sàng, thầy cô comment số 1 đi. Để chúng ta bắt đầu. Để chúng ta bắt đầu nhá. Rồi. Bắt đầu nè, rồi thầy cô đã sẵn sàng để chúng ta bắt đầu nè. Nào thầy cô. Thầy cô có thấy năng lượng hơn không ạ? Học sinh của mình nó có bị đang đang hơi mỏi thì lập tức là khi được vận động các con sẽ trạng thái thoải mái. Thầy cô chỉ cần dành dùng đến 2 đến 3 phút thôi
2 đến 3 phút nhá. Được không ạ? Và như thế là nó đã có một trạng thái tích cực rồi. Thầy Thành đã chuẩn bị sẵn ở đây 2, 4, 6, 8, 10. Lúc nãy mới làm một bản nhạc thầy cô thấy hay không ạ? Bao nhiêu thầy cô thấy bản nhạc này rất là hay thì cô comment là bản nhạc vừa rồi hay đi ạ, thầy cô ghi rõ đi ạ. Thầy cô có muốn được sở hữu bản nhạc đó không ạ? À, đây là một trong các bản nhạc mà thầy Thành có được tặng ở trong một chương trình đào tạo chuyên sâu. Thầy Thành rất là thích bản nhạc này và cũng đã cho học sinh của mình được hoạt động và các con vô cùng yêu thích. Bao nhiêu thầy cô mong muốn được tặng bản nhạc này giơ tay nói tôi ạ. Rồi, thầy Thành sẽ tặng cho thầy cô bản nhạc này nhá, nhưng không phải là một bản nhạc này mà thầy Thành sẽ tặng cho thầy cô cả 10 bản nhạc hay nhất mà thầy Thành đã có trong cái thời điểm này. Rồi, thầy cô có thể dùng nó trong việc dạy học hoặc là kể cả các cái hoạt động khác nhá. Thầy cô có thể dùng nó. Đây, mở thêm cho thầy cô. Mở thêm cho thầy cô nghe này. Lúc nãy là một bản nhạc nhá. Đây, sâu luôn, sâu luôn. Sâu luôn. Thầy cô có nhìn thấy không ạ? Thầy cô nhìn rõ màn hình thì cô comment số 9 đi ạ. Bản lúc nãy là bản bom bom v Vega Boy. Còn bản thứ hai này, bản là em Mama Crazy Love này, thầy cô nhìn này. Hai bản khác tiếp này. Mambo number five. Đấy, bản tiếp này. Đấy, follow the leader này. Rồi, thầy cô có muốn được sở hữu tất cả 10 bản nhạc này không ạ? Đây, thầy Thành sẽ gửi tặng tất cả các thầy cô nhé. Gửi tặng cho thầy cô. Thầy cô hãy copy cái link này để tải nhạc nhá. Đó. Thầy cô hãy copy link đấy để tải nhạc ạ.
được chưa ạ? Thầy cô tải được nhạc chưa ạ? Thầy cô tải được nhạc chưa ạ? Rồi, thầy cô tải được nhạc rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần số 3. Đó là chúng ta sẽ thiết kế trò chơi sẽ online bằng bằng quiz nha, quizzes. Thầy cô viết vào đi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ chơi thử này. Bây giờ thầy cô hãy chúng ta sẽ chơi thử trò chơi này nhá. Đấy, thầy cô bắt đầu bấm vào đi ạ. Thầy cô hãy bấm vào cái đường link đấy đi ạ. À, thầy Thành gửi lại link nhá, thầy Thành gửi lại link. Thành gửi lại link ạ. Đây thầy cô vào cái link này ạ.
Thầy cô vào link này nhé. Được chưa ạ? Thầy cô vào cái link cuối cùng mà thầy Thành vừa gửi ấy. Cô bới nhớ bật cái nút music lên nhé. Rồi, những thầy cô nào đã làm đúng tất cả các câu hỏi ạ? Thầy cô hãy comment cái câu số câu đúng của mình lên ạ. Đây cô Lê Thanh nhá, cô Lê Thanh sẽ vào lại theo cái đường link này này. Đó. Rồi, chúc mừng các thầy cô. Các thầy cô có thấy là khi mà mình có các cái trò chơi này, nó sẽ cho học sinh của mình thay đổi không khí và các con sẽ có cái sự một cái sự tư duy rất là tốt, đúng không ạ? Thầy cô thấy vậy không ạ? Thế hôm nay thì thầy Thành sẽ hướng dẫn cho thầy cô có thể xây dựng thiết kế một cái phần trò chơi rất là đơn giản mà có thể dùng được cho nhiều lần. Thầy cô chỉ cần cứ gửi link đấy là học sinh của mình có thể chơi được. Thầy cô có muốn được thiết kế phần này không ạ? Rồi nhá. Đây.
Chúng ta sẽ làm thêm một bài tập nữa nhá. Làm thêm một bài tập nữa này. Trước khi chúng ta sẽ thiết kế. Đây, thầy cô sẽ làm bài tập sau. Rồi, thầy cô nào là mà chơi xong thì cô comment cái số câu của mình làm đúng lên ạ. Rồi được rồi nha. Bây giờ thì Thành sẽ hướng dẫn thầy cô từng bước để thầy cô có thể làm được cái bài này, làm được phần này nha. Hôm nay sẽ hướng dẫn chậm cho thầy cô để thầy cô làm ạ. Rồi được rồi ạ. Nào, thầy cô có nhìn rõ màn hình không ạ? Thầy cô có nhìn rõ màn hình không ạ? Đấy, đây là một cái bài tập dành cho học sinh lớp 5. Đúng rồi. Thì thầy cô hoàn toàn có thể thiết kế được một cái đề bài, một cái đề trắc nghiệm trò chơi như này cho học sinh của mình, rất là đơn giản thôi. Thế thì cách làm như sau ạ. Trước tiên là thầy cô sẽ cần tạo tài khoản. Bước 1 là thầy cô truy cập vào trang web là quizzes.com. Đấy, thầy cô truy cập vào cái trang này đã nha, quizzes.com. Bước 1. Là truy cập trang web. Đây, trang web quizzes.com. Được chưa ạ? Đấy, quizzes.com nhé. Thầy cô hãy làm đi ạ. Những thầy cô nào đã có tài khoản ở trang web này, ở cái trang web này rồi ạ. Thầy cô còn nào có tài khoản thì cô comment số 3 đi ạ. Còn thầy cô nào không có tài khoản thầy cô comment số 6 đi.
À, như vậy là rất nhiều thầy cô là chưa có tài khoản. Có một số thì đã có tài khoản đúng không ạ? Rồi, bây giờ thầy Thành sẽ hướng dẫn thầy cô nhé. Bước 1 thầy cô sẽ truy cập cái trang này. Đây. Được chưa ạ? Sau đó bước 2 thì thầy cô sẽ lập một cái tài khoản, lập cho mình một tài khoản nhá. Thầy cô đã mở ra đến đây chưa ạ? Thầy cô mở ra đây, thầy cô comment số 1 đi ạ. Rồi. Tiếp theo bước 2. Bước 2. Thầy cô sẽ lập với tài khoản hay là đăng ký tài khoản đi. Đăng ký tài khoản nha. Bằng cách này. Thầy cô vào cái nút Get Started này. Get Started này. Rồi. Thầy cô làm đến đây đi ạ. Thầy cô làm đến bước này, đến có ra cái màn hình này này. Đây là nút đăng ký này. Đấy, đây là bước 2 nhá. Thầy cô đăng ký. Thì ở đây thầy cô có thể tạo tài khoản mới hoặc là thầy cô sẽ đăng ký bằng Google bằng cách là sign with Google. Sign with Google. Thầy cô bấm vào đây, sign with Google này. Thì họ sẽ yêu cầu thầy cô đăng nhập một cái số, đây chính là cái email của thầy cô. Email hoặc số điện thoại của thầy cô sẽ đăng nhập vào nha. Đấy, thì thầy Thành sẽ đăng nhập tạo một cái email này. Ấn nút tiếp theo. Yêu cầu nhập mật khẩu cái tài khoản Gmail của thầy cô đăng nhập vào là xong. Rồi. Như vậy là đã đăng nhập xong. Đã đăng ký xong một tài khoản. Nào thầy cô làm đi ạ. Thầy cô đã làm ra đến đây chưa ạ? Ra cái bảng này nó là thành công này, thầy cô đóng cái màn hình này lại. Nha. Sau khi đến đây xong rồi thì thầy cô sẽ tắt cái phần này đi. Đây nó chỉ là cái trang quảng cáo thôi. Đấy. Thầy cô đến đây chưa ạ? Thầy cô đã đến đây chưa ạ? À, thầy cô nhìn này, nó sở thầy của thầy cô ở bên trái này. Nó sẽ là tên của các thầy cô. Đó. Bên phải là cái nút thông báo. Rồi đến đây như vậy là thầy cô đã làm xong cái việc bước là lập tài khoản nhá. Được chưa ạ? Đến đây thầy cô đã làm xong chưa ạ? Thầy cô làm đến đây xong rồi, thầy cô hãy comment là đã xong ạ.
Để thầy Thành hướng dẫn tiếp ạ. À làm trên điện thoại à? Làm trên điện thoại thì nó có khác chút thôi. Nhưng mà thôi ta cứ hướng dẫn chung ở trên máy tính nhá. Để mọi người hầu hết là làm trên máy tính. Thầy Thành cứ hướng dẫn trên máy tính nữa nhá. Rồi đã xong này. Ok ạ. Bây giờ thầy Thành sẽ show cho thầy cô. Đây. Tiếp theo bước 3 là chúng ta sẽ tạo trò chơi. Bước 3 chúng ta sẽ tạo cái trò chơi nhá, hay là thiết kế trò chơi trên quiz. Đấy, trên cái trang web Quizit này. Thì thầy cô lưu ý ạ. Ở đây ấy thì cái bản miễn phí này thì chúng ta cũng đã dùng được rồi. Chúng ta có thể là dùng bản trả phí nhưng mà chúng ta có thể dùng cái bản miễn phí thôi. Còn thầy cô nào muốn dùng trả phí thì thầy cô sẽ đăng ký upgrade lên bản super. Nhưng mà không thì cũng không sao nhé. Nó có 2 đô la một tháng thôi. Nhưng thầy cô không cần thiết thì cũng được, không sao cả. Ừ. Ở đây. Đến đây rồi đúng không ạ? Đấy nha. Bây giờ thầy Thành sẽ hướng dẫn thầy cô là tạo một cái trò chơi. Đây bước 3 đây. Là tạo một trò chơi trên Quizit này. Thầy cô sẽ bấm vào Create ở bên góc trái của màn hình. Thầy cô bấm vào Create, Create này. Đó. Thầy cô bấm vào Create này, thầy cô thấy này nó có hai cái bảng. Đó là quiz hay là cái lesson, thì thầy cô bấm vào dạng quiz nhé, tức là dạng câu hỏi. Còn lesson nó dạng bài học thì thôi ta làm cái phần quiz này. Được chưa ạ? Bước này thầy cô đã làm được đến đây chưa ạ? Thầy cô làm đi. Thầy cô đến đây, thầy cô làm xong, thầy cô comment là đã xong đi ạ. Thầy Thành thì hướng dẫn chậm cho thầy cô để thầy cô có thể làm được ạ. Thầy cô comment là số 5 đã xong, thầy cô comment số 5 đi nhá. Được rồi ạ. À. Không sao cả, tiếng Anh không sao thầy cô nhá. Không sao cả, đây này, nó thầy Thành hướng dẫn rồi mà. Create a quiz này. Đấy, thì cái ở trên này đó là tên tên của cái bài tập này, ví dụ như thầy cô viết là toán tư duy lớp 3, toán tư duy lớp 3 nhé, thầy cô viết giống như vậy. Lúc nãy thầy Thành có gửi ở trên nhóm những cái hình ảnh để thầy cô có thể tải về để lát nữa ta thiết kế bài tập nhé. Thầy cô chọn vào đấy là số 1 là tên, thì thầy cô viết là toán tư duy lớp 3. Ở dưới này thầy cô có thể chọn nhiều lĩnh vực, ví dụ như là mathematics, English, physical, physics, chemistry, có thể hóa học, vật lý, tiếng Anh hoặc toán, thầy cô chọn toán nha, lĩnh vực toán học này. Sau đó thầy cô bấm next. Như vậy là nó sẽ ra cái bảng này, ra cái trang này. Thầy cô làm đến đây thì cô comment số số 6 đi ạ. Thầy cô làm đây thì cô comment số 6 đi ạ. Đúng rồi.
nha. Đến đây rồi thì thầy cô sẽ tạo cho mình một các cái, đến phần này coi như là xong rồi, nghĩa là tạo ra các câu hỏi này thì thầy Thành hướng dẫn qua chức năng cho thầy cô hiểu này. Ở đây á nó có các từng phần một là multi choice này. Multi choice này là cái câu hỏi nhiều lựa chọn. Thứ hai là checkbook là cái câu hỏi mà là dạng là đúng sai ấy. Thứ ba là chúng ta sẽ điền vào chỗ trống, fill in the blank, in the blank, điền chỗ trống, vân vân. Thì tất cả những cái đó ấy, thầy cô tùy chọn nha. Thầy cô có thể làm theo cái nào cũng được. Đấy, thì thầy Thành khuyên các thầy cô chỉ cần chọn cái phần multi choice này, nhiều lựa chọn là được nha. Thầy cô bấm vào multi choice. Được chưa ạ? Thầy cô làm được đến đây chưa ạ? Thầy cô làm đến nút chọn cái multi choice này này. Thì thầy cô bấm cho thầy Thành số 1 đi ạ. Thầy cô này bấm số 1 đi. Rồi. Bây giờ thì Thành sẽ show cho các thầy cô. Chúng ta sẽ thiết kế cái bài toán tư duy nha. Giống như lúc nãy thì thầy cô sẽ có một cái bảng này. Ví dụ như là thầy cô viết là đây, thì Thành thiết kế đây. Thầy Thành show cho thầy cô xem này. Câu 1 này, 4 người ăn 4 quả táo thì trong thời gian là 4 phút. Hỏi 8 người ăn hết 8 quả táo trong thời gian bao lâu? Biết thời gian mỗi người ăn một quả là như nhau. Thầy cô sẽ chọn các đáp án. Đấy, thì nó ra như này. Được chưa ạ? Thầy cô chèn hình ảnh này. Thầy cô chèn hình ảnh vào cho đáp án, chọn thời gian. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ làm đấy, định hướng là làm như vậy nhé. Thầy cô thấy được chưa ạ? Được chưa ạ? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ làm này. Thì chúng ta sẽ chọn đây câu hỏi này. Thì thầy cô sẽ viết này. Với câu hỏi 1 là 4 người ăn 4 quả táo trong 4 phút. Chấm hỏi 8 người ăn 8 quả táo trong thời gian bao lâu? Chấm hỏi. Biết thời gian một người ăn một quả táo là như nhau. Đó. Rồi. Thì thầy cô cho cái hình ảnh nó vào. Thì bên tay phải này nó có email này. Hoặc có video, có audio, thầy cô chọn email. Đấy, sau có nút chọn cái hình ảnh. Thì lúc nãy thầy cô tải cái hình ảnh về á, thầy cô chọn quả táo này. Thầy cô chọn open. Chọn xong rồi thầy cô bấm nút done. Như vậy là hình ảnh quả táo đã lên đây. Được chưa ạ? Sau đó thầy cô sẽ chọn câu trả lời. Đó là gì ạ? Đó là thầy cô sẽ chọn nó là 2 quả. À xin lỗi, 2 phút. Ở đây là 4 phút. Ở đây là 8 phút. Đúng không ạ? Đây có thể là 10 phút chẳng hạn. Thì bài toán này tại sao lại là bài toán tư duy? Thì thầy cô thấy này, 4 người ăn 4 quả táo thì trong 4 phút. Được chưa ạ? Thì hỏi 8 người ăn 8 quả táo trong thời gian bao lâu? Thì rất nhiều các học sinh là sẽ nghĩ là 8 phút thì nó gấp 8 người, 8 quả thì nó gấp 4 người 4 quả, đúng không ạ? Vậy thì thời gian
sẽ là 8 phút thì rất dễ là các em là chọn 8 phút đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phân tích này. Ở đây 4 người ăn 4 quả táo trong 4 phút. Có nghĩa là gì ạ? Một người 4 người có 4 quả thì có nghĩa là một người một quả thì ăn trong 4 phút. Như vậy thì 8 người mà ăn 8 quả thì có nghĩa là mỗi người cũng một quả thì thời gian cũng là 4 phút. Thầy cô tích vào đây 4 phút. Sau rồi thầy cô để thời gian. Ở trong này này cái nút dưới cùng này. Chỗ này nó có thời gian này 30 giây này. 30 second này. Thầy cô có thể chọn rất nhiều này. Nó từ 5 giây. À, 10 giây, 20 giây, 30 giây. Đến 1 phút. Đến 5 phút, 10 phút, 15 phút. Thầy cô chọn 30 giây chẳng hạn. Thầy thành ví dụ này. Đó, sau đó thầy cô bấm save vào đây. Save, bấm save vào. Vậy xong câu hỏi số 1. Được chưa ạ? Thầy cô nào, bây giờ thầy cô hãy thực hành làm câu hỏi số 1 đi ạ. Thầy cô làm xong câu hỏi số 1, thầy cô viết là đã xong câu 1. Rồi. Đã xong câu 1 nha. Tiếp tục. Chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2. Thì câu số 2 thì rất đơn giản thôi. Thầy cô lại có thể là bấm vào new question. Đó. Nha. Hoặc thầy cô bấm nhanh và lựa chọn ở dưới là multi choice. Đấy, có hai cách. Hai cách nha. Câu 2 này. Thầy cô viết câu 2 này. Thầy cô bấm vào new question. Hoặc là multi choice luôn dưới thầy cô chọn luôn. Làm cách nào cũng được. New question thì thầy cô lại phải bấm multi choice. Thầy cô làm bài toán về cưa gỗ đi nha. Ví như là cưa một khúc gỗ. Đã, thành 3 đoạn. Thì hết 6 phút. Chấm. Hỏi cưa khúc gỗ đó thành 4 đoạn hết bao nhiêu phút. Chấm. Biết thời gian một lần cưa là như nhau. Đấy nha. Sau đó thầy cô sẽ chọn giống như nãy thầy cô chọn hình ảnh vào. Nếu thầy cô chưa có hình ảnh thì thầy cô có thể lấy tạm hình ảnh nào cũng được. Còn lúc nãy thì Thành đã gửi ở trên nhóm ấy, thầy cô tải về bài toán cưa gỗ thì cô chọn cưa gỗ ra. Ấn đăng là hình ảnh, sẽ có hình ảnh đấy. Vậy câu hỏi nó sẽ có dạng như này. Được chưa ạ? Sau đó thì cô chọn đáp án. Ở đây này, nhiều học sinh rất dễ là làm là hết 8 phút bởi vì là sẽ lấy 6 phút chia cho 3 đoạn thì bằng 2. Sau đó 2 nhân 4 bằng 8 thì cô viết 8 phút ở đây. Đấy, khi thầy cô ra đề á thì thầy cô ra các câu hỏi, ra cái đáp án á nó có tính gây nhiễu thì cái đề nó sẽ hay. Vì học sinh nó sẽ đấy là những cái phần mà học sinh nó dễ mắc sai lầm. Bởi vì thầy cô mà thấy là một số thầy cô không để ý cứ ra những cái đáp án mà nó chẳng liên quan, nó biết ngay là nó không đúng ấy, thì cái đề nó chưa chưa thực sự là hay, được chưa ạ? 8 phút này. Thầy cô tiếp tục câu 2. Thầy cô có thể viết là 9 phút, phần B 9 phút. Chọn vào cái tích vào đây. Tiếp theo phần C. Thầy cô có thể viết là bao nhiêu phút ạ? 12 phút. Đấy, hoặc phần D. À, thầy cô viết là 24 phút chẳng hạn. Học sinh thấy có 64 này, họ viết luôn là 24. Được chưa ạ? Thầy cô chọn thời gian, có thể là 30 giây. Ấn nút save vào.
Đấy, như vậy là chúng ta đã có hai câu hỏi. Được chưa ạ? Tương tự như vậy thì thầy cô có thể làm được nhiều các câu khác nhá. Nào, bây giờ thầy cô làm câu 2 đi ạ. Thầy cô nào đã làm xong câu 2 thì cô xong câu 2 ạ. Được chưa ạ? Rồi, tiếp theo này, thầy cô lưu ý này, ở đây chúng ta có là toán tư duy lớp 3. Thầy cô cũng có thể chèn cái ảnh nó vào cho nó đẹp. Add quiz image. Đấy, thầy cô nhìn thấy không ạ? Bên góc phải này. Thầy cô cho hình nó vào. Thầy cô cho một cái hình nào cũng được. Thầy cô để viết cái hình hình suy luận này. Ngôn ngữ thì thầy cô cứ để tiếng Anh hoặc thầy cô để tiếng Việt. Cái để tiếng Việt đấy thì nó sẽ giúp cho chúng ta là nó sẽ phân loại lại Vietnamese. Đấy là language nha. Lớp thì thầy cô có thể chọn từ lớp 3 đến lớp 4 chẳng hạn. Thế còn ở đây này, phần số 4 là ai có thể nhìn thấy cái câu hỏi này. Tùy theo thầy cô có thể chọn ở đây, nó có chế độ này public là mọi người đều nhìn thấy, hoặc là private visitor to you, tức là nó sẽ là chế độ riêng tư nhá. Ta để cái chế độ là public đây. Được chưa ạ? Xong thầy cô ấn nút save vào. Thì nó sẽ chạy ra đây cho thầy cô. Thầy cô nào làm đây thì cô comment ạ. Đã là làm đến đây ạ. Đã xong phần này ạ. Bây giờ gửi cái câu hỏi xong rồi nha. Bây giờ thầy cô sẽ băn khoăn là bây giờ làm nào để gửi và có thể cho học sinh chơi được, đúng không ạ? Tạo trò chơi này, bước 3 này. Đấy, thầy cô sẽ tạo câu hỏi. Tạo câu hỏi này. Câu hỏi có thể là trắc nghiệm, có nhiều lựa chọn. Nhiều lựa chọn. Hoặc là câu hỏi đúng sai. Tiếng Việt ở chỗ Việt Nam Mi ấy cô. Cái Vietnamese ấy là để cho khi mà người ta phân loại ấy, thì người ta sẽ những cái phần đó nó sẽ gần đến nó sẽ ở chỗ mà có tiếng Việt nhá. Tiếng Việt ở đây ấy, mình hiểu là như này này, là người ta sẽ khi mà ta phân loại ở trên cái trang web trang chủ ấy, là nó làm cho những học sinh mà truy cập bằng tiếng Việt ấy, nó sẽ được truy cập ở Việt Nam ấy, thì sẽ nhìn thấy các cái bộ câu hỏi của thầy cô và họ sẽ chơi ở trên đó nha. Xong rồi thì thầy cô ấn public đi để xuất bản nó đi.
Được chưa ạ? Thầy cô làm đến đây rồi nhá. Thì thầy cô nhìn đây này, làm việc thầy cô nào đã nhìn là đã làm được ra đến đây rồi ạ? Thì cô thầy cô làm đến đây rồi thì thầy cô sẽ bấm vào cái nút preview này. Đấy, khi bấm vào nút preview thì nó sẽ tạo ra. Đấy, đến đây thì có thầy cô để cho học sinh của mình chơi. Để chúng ta chơi thử nhá. Thầy sẽ bấm vào nút start này. Thầy cô hãy thử bấm chơi thử trên cái phần thiết kế của mình nha. À thôi không không cần đâu. Không cần phần xuất bản đâu. Đến đây là chúng ta đã làm được rồi nhá. Thầy cô bấm chữ preview là được ạ. Bấm preview là được nhá. Đấy. À, những thầy cô nào đã làm đến đây ạ và đã cho chơi được rồi ạ. Đây nhá. Thầy Thành back lại chỗ này này. Đây đến đây rồi này. Đúng không ạ? Thì thầy cô thấy không ạ? Ở bên góc phải màn hình này này có chữ public này. Public này. Đấy, nút public nha, thì ấn public này này. Là xong rồi. Đây, thầy Thành làm lại nhá, làm lại lần nữa này. Nào bây giờ thầy cô đến chỗ này thầy cô đã rõ chưa ạ? Thầy cô tạo được có thể nhiều câu hỏi đây chúng ta làm tạm hai câu này. Thì ấy, sau đó thì thầy cô sẽ được chưa ạ? Rõ rõ rồi đúng không ạ? Thế bây giờ thầy cô ấn cái nút public ở bên phải này. Trên cùng bên phải. Thầy cô nhìn thấy chữ public này không ạ? Thầy cô nhìn thấy chữ public thầy cô comment số 2 đi ạ. Đấy, public này. Đúng rồi nhá, thầy cô ấn public thôi. Dễ đúng không ạ? Thế rồi đến đây ấy. Thế bây giờ thầy cô thường là thầy cô bị vướng hôm trước thầy Nam thầy hỏi là bây giờ làm nào để gửi cho học sinh để tham gia chơi được. Thì có mấy cái phần thầy cô chỉ cần là quan tâm là bây giờ chúng ta cho học sinh gửi cho học sinh để cho chơi thì cô bấm vào cái nút preview này. Thầy cô nhìn thấy chữ preview này không ạ? Đây này. Cái bài này có chữ preview này thì cô bấm vào chữ preview nhá. Thầy cô nhìn rõ chữ preview thì cô bấm số 1 đi ạ. Đúng rồi, thầy cô bấm vào preview. Thế thôi, thầy cô copy cái đường link này gửi cho học sinh. Đấy, thầy Thành sẽ gửi cho thầy cô nhá. Thầy Thành sẽ gửi cho thầy cô. Đấy, thầy cô chơi thử đi. Được rồi ạ.
Nào thầy cô chơi thử đấy ạ. Thầy cô nào đã chơi xong rồi thì cô comment đấy. Đã chơi thử xong thì cô comment đấy ạ. Comment là đã hoàn thành 2 trên 2 câu. Đấy, khi chơi thì cô bấm vào nút start đấy là xong rồi nhá. Nó sẽ loát một chút. Thế cô nào đã chơi xong thì cô comment số 2 đi ạ. Rồi. Được chưa thầy cô? Thầy cô đã rõ phần này chưa ạ? Đó. Ra nó có một cái phần tính năng nâng cao là khi mà thầy cô có thể tạo lớp sau đó cho học sinh làm, nhưng mà cái phần đó thì thôi vì học sinh nó còn phải tạo tài khoản nữa. Đấy, tạo tài khoản thì cái phần này thì thầy Thành không hướng dẫn, thì để chế độ là ai cũng chơi được, thế là học sinh nó được giải trí đúng không thầy cô? Thế sau đó thì học sinh làm, học sinh có thể báo cáo lại kết quả cho chúng ta là được. Được chưa ạ? Thầy cô thấy ý tưởng này có tốt không ạ? Người ta đã thiết kế sẵn cho chúng ta một cái nền tảng để chúng ta xây dựng. Không, học sinh không cần đăng nhập gì cả. Vì chúng ta để dưới chế độ là ai cũng chơi được. Thế là học sinh sẽ đỡ phải đăng nhập, đỡ phải làm nhiều thao tác. Đấy, nó có một cách nữa thì giống như nếu mà ai mà dạy cái phần Google Meeting ấy thì nó có thể làm cái phần đó vì nó có phần lớp học, nhưng mà thôi chúng ta cứ làm cái đơn giản nhất đó là chúng ta chỉ tạo cái đường link thôi. Sau đó thì học sinh của mình ai cũng có thể chơi được, ta cứ gửi link học sinh tự chơi và chơi bất kỳ lúc nào, như thế có được không thầy cô? Thầy cô thấy cái phần này hay không ạ? Bởi vì cái nền tảng này nó có sẵn cả âm nhạc, nó có sẵn cả các cái hiệu ứng cho chúng ta. Đấy, và chúng ta thiết kế, đây là thầy cô làm lần đầu thì cô thấy nó hơi lâu một chút thôi. Còn thầy cô mà làm quen rồi ấy. Phần tên chơi, người chơi thắng cuộc. Thì như này thầy cô ạ. Chúng ta thấy là này này.
vì chúng ta gửi cho học sinh để học sinh có thể làm luyện này, làm bài tập này, hoặc là học sinh sẽ làm thì chỉ cần là học sinh sẽ biết được là mình đúng bao nhiêu câu, như thế thì học sinh cũng đã có một cái sự tiến bộ rất là tốt rồi. Nó có một cách là người ta sẽ sắp xếp, ta sẽ gửi code cho nhóm lớp để học sinh nó cùng chơi được. Như cái phần này thì nó sẽ phải ở một cái phần nó cũng hơi phức tạp, bởi vì nó còn phải hướng dẫn cả học sinh nữa, thì thôi chúng ta cũng không cần cần phải làm cái phần này. Có thấy bảng xếp hạng cô Đỗ Phương nhé. Trong cái bảng xếp hạng ấy thì người ta cũng đã có tính thuật toán, người ta đã tính toán rồi. Để làm thế nào đó học sinh phải trả lời đúng tất cả các câu hỏi thì học sinh sẽ được đứng đầu. Còn trả lời sai thì nó sẽ chỉ được đứng thứ hai hoặc đứng thứ ba. Được chưa ạ? Hoặc đứng thứ tư. Như vậy thì học sinh cũng sẽ rất là hứng thú. Cái này khi mà thầy Thành triển khai cho các em học sinh cũng như là giáo viên của mình cho học sinh làm ấy, thì nhận được cái sự phản hồi rất là tích cực. Đặc biệt là cái này nó rất phù hợp với các môn học liên quan đến giống kiểu lịch sử địa lý ấy, hoặc là tự nhiên xã hội, hoặc là khoa học ấy, thì nó sẽ hay lắm thầy cô ạ. Bởi vì học sinh sẽ mình sẽ dễ dàng tìm thấy hình ảnh, thầy cô có thể lấy trên mạng nhé, được không? Thầy cô có thể kiếm hình ảnh đấy, hoặc là thầy cô đặc biệt học về lịch sử, học về địa lý cho học sinh, ví dụ như là một vài cái câu hỏi về lịch sử Việt Nam, ví dụ như là ví dụ như là Nguyễn Trãi chẳng hạn. Nguyễn Trãi thì thuộc đời nhà nào, hay là ông làm quan ở đời nhà nào, thì có thể là nhà Lý, nhà Trần, nhà Lê, nhà Nguyễn. Tương tự như vậy thì cô hiểu ý tưởng không ạ? Thế thì học sinh sẽ làm, và cái hay ở cái phần này ạ, là người ta nó sẽ mix các cái phương án. Có nghĩa là sau khi mà học sinh trả lời lần một, lần sau thì gặp lại cái câu hỏi ấy, nhưng mà nó không còn cái vị trí, cái đáp án nó không còn là ABCD như thế nữa mà nó đảo đi. Thế nên là học sinh sẽ vẫn thấy là nó sẽ có cái phần mới, nhưng ngược lại là kem nó khi mà kem làm nó vẫn có cái sự hứng thú đấy. Thầy cô thấy phần này tốt không ạ? Thầy cô thấy nền tảng này dùng có tốt không ạ? Đấy, thế khi mà thầy cô dạy cho học trò ấy, thỉnh thoảng ví dụ như là một buổi thầy cô sẽ nói là cuối buổi thì thầy các con học tập tốt thì thầy cô sẽ thưởng cho được trò chơi, thế học sinh nó sẽ thích thú đúng không ạ? Thầy cô lưu ý là khi chơi ta nên để cuối nhá, tức là nó là một cái phần thưởng để học sinh nó được được chơi, chứ không là nếu mà chúng học sinh mà cứ chơi nhiều nó lại quên mất cái việc phải học đúng không ạ? Được chưa thầy cô? Thầy cô thể để cuối giờ hoặc là gần cuối giờ để cho các con chơi, nó như là một sự giải trí. Thế thì hôm sau học sinh nó sẽ trông đợi thầy cô lại có những cái phần tiếp theo để cho học sinh của mình được tham gia. Ok, để thầy Thành nhà sẽ bật mic lên để xem là thầy cô có cái câu hỏi nào cần trao đổi thêm phần này nhé. Đinh Thị Mai Thu, vâng em đã cho học sinh chơi. Học sinh thích thú lắm và rất mong đến ngày tiếp theo. Cô Mai Thu đâu ạ? Rồi, cô Mai Thu, cảm ơn cô Mai Thu. Đúng không ạ? Có thầy cô nào cần hỏi thêm về cái nội dung này không ạ? Em xin hỏi đi Vâng ạ. ạ, cô Lê Thanh ạ. Vâng, vừa nhà em mất mạng nên em vừa vào sau đây nè. Em vừa làm được cái hai câu hỏi rồi, nhưng bây giờ để copy được cái đường À, link chưa gửi cho học sinh, nhưng chưa mà này chưa được chưa họ được đã không ra chưa được. được cô nhé. Cô nhìn Chưa lên cái được. góc bên phải có chữ public Vâng. ấy, góc bên phải màn hình có chữ public, nhìn thấy không ạ? Để mở lại. Public đi, xong là để lưu ở thầy. Đây có đây Đấy, này. public đi, cô public đi. Vâng. Public rồi xong thì nó sẽ ra cái phần. Tên của bài của mình rồi. Rồi, Vâng. đấy. Vẫn chưa hết đâu ạ. Thì cô sẽ cần phải thêm một cái bước nữa. Đây.
Bây giờ nhé, thầy cô sẽ thấy là mình sẽ có rất nhiều, thầy Thành sâu lên tiếp ạ. Thầy cô sẽ có rất nhiều các cái trò chơi như thế, vậy chúng ta cần phải quản lý nó đúng không? Thầy cô có nhìn rõ màn hình đúng không ạ? Chưa được thẻ. Thầy cô nhìn rõ màn hình thì cô comment số 1 đi ạ. Rồi nha. Thầy cô sẽ thấy là đây, ta có này, bên góc bên trái này. Ta có create này, có explorer này, có my library. Thì cái phần này nó chính là thư viện của chúng ta. Ở đây nó có những cái phần nào chúng ta làm thì nó sẽ có hết ở đây. Thầy cô để vào đây chỉnh sửa. Đấy, chỉnh sửa cái toán tư duy lớp 3 này. Đấy, chỗ cô Lê Thanh là làm đến đây rồi đúng không ạ? Vâng, em đang đây rồi Đây, ạ. Vâng. thì cô gửi nhá, thì cô bấm vào chữ preview này. Cô nhìn được preview này không ạ? Review để vâng, em nhìn thấy rồi Bấm ạ. vào nút preview thì nó sẽ chạy ra cái đường link để cô gửi cho học sinh. Bấm đi ạ. Vâng. Sau bấm vào chữ này là để chơi thôi. Vâng. Xong vào start mình chơi luôn. Đấy. Dễ không cô? Dạ vâng, và em hiểu rồi, em cảm ơn thầy Rồi. nhiều ạ.